Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với công ty Cơ điện Hải Âu, trang web cơ điện hải âu.com. Thì hôm nay công ty Cơ điện Hải Âu sẽ giới thiệu cho các bạn về cách đấu nối, cách cài đặt, cách vận hành, cách kết nối với điện thoại và kết nối wifi với cái con biến tần solar inverter hiệu GrowWatt này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sơ qua về cái công suất của nó, là điện áp của nó, công suất cái tem của nó nè. Thì chúng ta thấy đầu tiên là model của nó là 5000, con này là công suất 5000W. Công suất 5000W. Điện áp trên pin tối đa là 550V DC. Dãy điện áp hoạt động là 80 đến 550V DC. Dòng đầu vào tối đa, dòng đỉnh á là 16A nhân cho hai kênh, có nghĩa là mỗi kênh 16A đó. Rồi, dòng đầu vào tối đa mà nó chịu đựng được là 12.5A DC. Nhân hai kênh, nghĩa là mỗi kênh sẽ chịu được 12.5A. Rồi, công suất mất output power nè, công suất đầu ra tối đa là 5000W, công suất biểu kiến cũng là 5000W luôn. Dãy điện áp là 230V AC, điện áp đầu ra đó. Dòng đầu ra tối đa là 22.7A AC. Tần số hoạt động là 50-60Hz đều hoạt động được. Rồi, ở đây safety level, cái cấp an toàn là cấp 1. Đây là cái chuẩn kháng nước, kháng bụi IP65. Rồi, dãy nhiệt độ hoạt động là từ âm 25 độ C đến 60 độ C. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái phần kết nối động lực của nó. Thì ở đây các bạn thấy là có một cái switch. Switch này là on off. Dặn qua đây này. Qua đây là off nè. Bên đây là on nè. Rồi, đây ta có hai kênh đầu vào cho pin, hai kênh DC đầu vào. Rồi ở đây là có cổng USB nè, cổng USB mở ra. Khi mà kết nối cạc mạng hoặc cạc RS232 thì chúng ta sẽ kết nối vào cổng này. Đó. Còn không dùng thì các bạn cứ đậy lại cho nó kín, chống bụi chống nước. Đó. Rồi ở đây là cái cổng truyền thông 485. Thì khi nào có nhu cầu sử dụng cổng truyền thông 485 hoặc output relay thì chúng ta sẽ dùng tới cổng này. Còn hiện giờ thì chúng ta không có nhu cầu dùng nó. Rồi, đây là cái ngõ ra AC nè, chúng ta sẽ đấu vào điện lưới. Và các bạn nhớ là phải đấu đúng dây live và dây neutral, dây L và dây N đó. Các bạn phải đấu đúng LN, đừng có đấu sai. Hãng khuyến cáo là các bạn phải đấu đúng để tránh hư hỏng biến tần. Rồi, bây giờ tôi sẽ cắm cạc wifi vào và cấp điện vào để kết nối wifi trước. Sau đó tôi sẽ cho hòa lưới sau. Bây giờ tôi sẽ cắm cạc wifi nha. Sau đó tôi đo cái điện áp DC đầu vào. Đo cái điện áp DC đầu vào trước khi tôi cắt vào để coi nó có bị quá áp hay thấp áp hay không. Nó phải nằm trong cái ngưỡng cho phép. Rồi, hiện tại là 511V, 510V DC. Như vậy là trong ngưỡng cho phép và chúng ta có thể hoạt động được. Đây người ta có đánh dấu âm dương, các bạn nhớ bấm đồ code và đấu đúng âm dương nha. Hiện tại biến tần nó lên nguồn rồi. Do là tôi chưa có kết nối vào điện lưới AC cho nên là nó sẽ báo đèn đỏ. Khi mà hòa lưới được thì cái đèn chiếc lá này sẽ chuyển sang màu xanh. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành kết nối vào điện thoại. Rồi, ở đây thì chúng tôi sẽ hướng dẫn trên cái điện thoại dùng hệ điều hành Android. Các bạn vào CH Play, cửa hàng. Rồi sau đó các bạn gõ cái từ GrowWatt hoặc là Synphone. Đây các bạn nhìn thấy nè, gõ cái từ khóa GrowWatt hoặc là Synphone thì nó sẽ ra cái phần mềm Synphone này. Đó. Rồi chúng ta sẽ cài đặt nha.
đã cài đặt xong rồi nè, bây giờ chúng ta mở nó rồi. Nó phải quẹt qua nha, quẹt qua. Rồi tới cái chữ Change Now, khi có chữ Change Now nhấn vào. Đó, bây giờ nếu như mà chúng ta có cái tài khoản rồi, chúng ta sẽ chọn Sign In. Còn nếu như mà chúng ta chưa có tài khoản, chúng ta sẽ chọn Register, chúng ta đăng ký mới. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký mới luôn. Đấy, nhấn Register. Rồi, đầu tiên Country, chọn lãnh thổ. Thì chúng ta sẽ chọn Việt Nam, đánh chữ Việt vô. Đó, có chữ Việt Nam đây. Đấy, Việt Nam, chọn vào. Country Việt Nam, username. Username ở đây công ty chúng tôi là Cơ Điện Hải Âu, nên tôi sẽ đặt là Cơ Điện Hải Âu. Thêm số 2 đi, tránh trùng. Rồi, password tôi sẽ đặt ngẫu nhiên để cho các bạn dễ làm theo. Tôi đặt 12456 nha. 123456. Rồi, lặp lại mật khẩu. 123456. Rồi, số điện thoại thì chúng ta sẽ đánh số điện thoại của chúng ta vào. Rồi, email address, email, địa chỉ email. Rồi, bây giờ chúng ta phải đồng ý với cái điều khoản người dùng của hãng, sau đó chúng ta mới được đăng ký. Nhấn xuống một cái. Đó, nhấn vào register nha. Nãy nè, đang bằng phím nè, nhấn nút lui lại, nhấn nút back. Rồi, nhấn vào register nha. Để xem password, chắc là tôi đánh password sai rồi. Đánh lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, next. Register. Register username. Tên này đã được đặt, vậy thì tôi sẽ thêm số 3 đi. Tài khoản này không được. Rồi, chúng ta đăng ký thành công rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đặt tên cho cái chạm nè. Anh chạm thì đây sẽ là chạm 1 đi. Rồi, chạm 1 ha. Rồi, cái ngày thì mình chọn ngày hôm nay luôn, ngày lắp đặt. Yes, chọn ngày hôm nay. Rồi, bây giờ plan address, cái địa chỉ chạm mình lấy từ Google Maps. Get from the map nè. Đó, bạn cho phép nó truy cập vị trí. À, có vị trí rồi ha. Và chọn Z trên này nè, có chữ Z các bạn thấy không? Có chữ Z. Rồi, được chưa? Tiếp theo, cái công suất của mình thì cái con của mình hiện tại là 5000W đúng không? 5000W thì chúng ta sẽ đánh vô đây 5kW luôn, hoặc 5000. Đây capacity, đây đơn vị là watt thì chúng ta sẽ đánh 5000. Rồi. Plan tip residential plan là dạng như hộ gia đình tiêu dùng vậy đó. Này tôi lâu quá tôi không dịch tôi quên rồi. Nhưng mà dạng dân dụng. Rồi. Bây cái này là cái tiền giá điện, đơn giá thì mình đánh đại 2001 đi. Tại tôi cũng không biết là giá điện hiện tại là điện lực mua bao nhiêu.
thì tôi sẽ đánh 2001 đi. Xong. Rồi tôi add blend nè. Tạo chạm nha. Rồi. Bây giờ nó sẽ yêu cầu là tìm một cái data logger là cái cạc wifi đó. Bây giờ mình sẽ quét mã QR code. Ở đây có chữ scan nè các bạn thấy không? Chữ scan nè. Thay vì chúng ta nhập thủ công một cái dãy số SN của nó thì bây giờ chúng ta quét mã vạch cho nó nhanh. Chính xác nữa. Cho phép quay video. Rồi bắt đầu quét ha. Tôi sẽ đưa nó vô nè. Rồi nó nhận à. Nó nhận rồi. Rồi, nó hỏi là mình đang sử dụng giao thức 1, giao thức 1 là 2.4 GHz, giao thức 2 là 2.4 + 5 GHz. Thì mình chọn cái giao thức là 2.4 GHz thôi nha. Đây, 2.4 GHz. Cái wifi của nhà mình hiện tại cái wifi modem wifi tôi đặt tên là Hải Âu Group. Đó, còn password thì tôi sẽ nhập password vô. Password của cái modem wifi đó. Rồi, tôi nhập cái password wifi xong rồi. Giờ tôi sẽ config. Config successful nè các bạn thấy không? Config successful là ok. Nó đã nhận được cạc wifi rồi, cạc wifi đã kết nối được rồi. Đó. Rồi, nó quay lại. Đây, đã có chạm của chúng ta rồi. Dữ liệu cũ nó cũng đã có nè, dữ liệu cũ đã phát được bao nhiêu đã có nè. Đó. Rồi, các bạn vô device list đi, my device list. Đó, thì sẽ có một thiết bị của các bạn ở đây nè. Kết giờ hiện tại là công suất phát không quát nào hết. Do mình chưa có hòa lưới á, cho nên là nó sẽ hiện lên không quát thôi. Rồi, ở đây có một cái dòng tên là on parameter nè các bạn thấy không? Các bạn kết vô đây, các bạn sẽ coi được rất nhiều thông số của nó, chi tiết luôn. Rồi, BV1 đưa về bao nhiêu volt. Hiện tại tôi không có cấp điện cho cái ngõ vào BV1, cho nên là nó hiện chỉ có 4.7 volt thôi. Còn cái ngõ vào BV2 tôi đang cấp DC vào nè, cấp pin vào, hiện tại là 514.8 volt nè các bạn thấy không. Và current là 0A, power là 0W, bởi vì tôi chưa cho hòa lưới, nó chỉ nuôi cái nguồn cho cái con nguyễn tần thôi. Rồi, điện áp AC cũng không có cấp vào, cho nên là hiện tại nó 0V nè, 0A nè, 0W nè, các bạn thấy chưa? Khá là chi tiết, tần số là 0Hz, do đâu có cấp AC vô đâu. Rồi, mấy cái thông số về công suất là hầu như là không có, vì chúng ta chưa hòa lưới được. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành hòa lưới nha. Rồi, ở đây nó sẽ đếm ngược 30 giây để bắt đầu hòa lưới. Các bạn thấy không? Nó sẽ hiện lên. Khi mà hòa lưới được thì chúng ta sẽ nhìn thấy chiếc lá màu xanh hiện lên. Ở đây nó báo connect ok và nó hiện lên là chiếc lá màu xanh nè, là đang hòa lưới được đó các bạn.
giờ các bạn vào trong on parameter này, các bạn sẽ thấy điện áp BV2 sẽ giảm xuống này. Rồi điện áp AC đo được là bao nhiêu? 226.7 V, dòng ra AC là 0.4 A nha. Đó. Rồi tí nữa nó làm tươi lại các bạn sẽ thấy dữ liệu nó khác. Cái này khoảng 5 phút nó sẽ cập nhật lại cho các bạn một lần. Rồi ở đây các bạn có thể là theo dõi ứng dụng trên thời gian thực nè. Đây các bạn qua đây một bạn muốn coi là công suất nguồn nè, công suất tổng nè. Nó sẽ hiện lên biểu đồ cho các bạn, hoặc là chúng ta chọn là PAC, công suất phía AC nè, công suất phía AC phát được bao nhiêu nè, nó sẽ hiện lên cho các bạn nè, được chưa? Hoặc là chúng ta chọn là B1V, B2V, đây ở đây là BV2, chúng ta đang cấp ngõ vào là BV2, cho nên coi điện áp bên BV2 đi. Điện áp BV2 nó dao động trên cái đường 500V này, các bạn thấy không? Đó. Rồi hoặc là BV2 current, cái dòng qua cái pin BV2. Đó. Chúng ta coi được rất nhiều thông số ha. Dòng áp đầu vào, dòng áp đầu ra, công suất tổng. Rồi, ở đây biểu đồ theo thời gian nè, một ngày nè. Rồi theo tháng nè, theo năm nè, chúng ta coi được rất nhiều kiểu, coi được rất là tường minh luôn. Rồi ở đây phát về lưới được bao nhiêu nó sẽ hiện ở đây, nó cộng dồn vậy đây. Này coi bên on parameter, làm mới nó lại đi, nó chưa cập nhật, hiện tại vẫn còn giống thông số cũ. Đang chạy đều. Công suất đầu ra đang thấp, lý do là giờ này là nắng rất yếu rồi nên công suất đầu ra nó thấp đó. Đợi một tí nó sẽ cập nhật nó lên cái này luôn. À, chúng ta coi lại cái dạng đồ ha, coi lại cái biểu đồ của nó nè, real time data nè. À, và công suất nó đang tăng lên đây, suất đang tăng lên, tí nó sẽ cập nhật lại. Đây các bạn thấy không, nó cập nhật lên lại đây nè. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ thấy điện áp BV2 bây giờ nó sụt áp còn có 258 V thôi, điện áp AC là 220.5 V, dòng trên BV2 là 2 A, còn dòng đầu ra AC là 2.3 A. Đó. Thì giờ này nó phát được bao nhiêu đó thôi, do nắng yếu rồi. Thì công suất AC nó đo được là 520 W. Rồi, công suất trên cái pin BV2 là 531 W. Các bạn thấy không? Đó.
tần số bây giờ là 49.9 chứ chưa tới 50 Hz, nó đo đúng đó. Rồi, như vậy là tôi đã giới thiệu xong cái phần biến tần và cách kết nối. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công.